Những nhà sàn xinh xắn đó, chúng em đi tới trường nào, đội xuôi lại lên đường cao, nghe béo có chim hót hay, thật là hay hay. Những nhà sàn xinh xắn đó, chúng em đi tới trường nào, đội xuôi lại lên đường cao, nghe béo có chim hót hay, thật là hay hay. Thank you.
đầu cho đến chỗ chữ vận mùi trên lưng, và đoạn 2 là phần còn lại. Em đánh dấu vào trên đoạn cô bằng bút chì. Bây giờ em sẽ đọc thầm từng đoạn từng bút chì để đánh dấu một từ khó đọc và tìm cách cắt nhịp thơ cho cô. Một phút bắt đầu. Câu thơ và nếu khách nhắc nhịp em luôn.
tám hai không biết gì với cách ngắt của bạn, bạn phải ngắt theo nhịp 3-2, dùng đôi chân bước nhanh. Mình cảm ơn bạn, mình đã hiểu. Tôi mời bạn đọc lại cho đúng. Hình minh vừa tỉnh giấc, dùng đôi chân bước nhanh. Cô bạn này em như vậy là bạn Nguyên đã biết tư vấn giúp đỡ cho bạn luyện ngắt nhịp thơ đúng rồi đấy. Nào bây giờ cô giáo mời Hùng đọc lại hai dòng thơ theo đúng ký hiệu phát nghỉ. Mình minh vừa tỉnh giấc, tôi dùng đôi chân bước nhanh. Nào hôm nay bạn Hùng rất là tiến bộ, cảm ơn em. Em ngồi xuống. Em chú ý nhé, ở dòng thơ có 5 chữ, chúng ta ngắt nhịp linh hoạt 2, 3 hoặc 3, 2. Giữa hai tiếng trong một từ là chúng ta không được ngắt. Và cuối mỗi khổ thơ là chúng ta nghỉ. Thank you.
chí quyết tâm đến trường của các bạn nhỏ như thế nào, chúng ta cùng hiểu tiếp qua câu 3 và câu 4. Các em quan sát trên màn hình. Với câu hỏi 3 và câu hỏi 4, chúng mình sẽ thảo luận theo nhóm 4, thời gian 2 phút. Bắt đầu. Em sẽ quay lại hình nhé. Câu 3. Thank you.
hiểu điều tác giả muốn nói qua bài thơ. Vậy em hiểu các chữ trên ba là như thế nào? À, không mời bạn Phương Thảo. Thưa cô, là chữ trên. Em hiểu là chữ trên non là đa dạng học sinh miền núi phải đi trên con đường nhỏ ạ. Rồi, cảm ơn em. Cô có mời bạn Nguyên. Em thưa cô, em hiểu là chữ trên non là cả quá trình đi học đi tìm đến chữ của các bạn nhỏ vùng cao. Tốt lắm, em ngồi xuống. Em ạ, lòng những dòng thơ giàu hình ảnh và cảm xúc với lối liên tưởng thú vị bằng chữ trên non. Nhà thơ Bích Ngọc tặng cho chúng ta thấy niềm vui, niềm phấn khởi và ý chí quyết tâm được đi học, đi tìm cái chữ của các bạn nhỏ chúng ta đấy. Bây giờ chúng mình chuyển sang phần thứ ba là học thuộc lòng bài thơ. Bây giờ các em đọc nhẩm và làm một lượt cho cô. Hôm nay ta học bài gì nhỉ? Cô giáo mời bạn Hoa nào.
chuẩn bị cho cô bài đọc sau trước ngày